Rồi chào các bạn nha. Thì lâu lắm rồi mình đi quay cái cảnh là ở đồng quê gì của miền Tây nha, nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay cái cảnh đồng lúa miền Tây cho các bạn xem. Thì nói chung ở miền Tây thì dạo này đang vào mùa lúa dặm các bạn. Thì lúa nay xạ cũng được gần cả tháng rồi. Thì vụ này vụ hè thu, người ta hay gọi là vụ này hè thu nha. Thì cắt xong vụ này bắt đầu ở miền Tây chỗ mình là nước ngập á, nước ngập lúc cái đồng này luôn á. Thì nói chung là hiện giờ mấy cái chỗ khác người ta có đi bao khép kín hoặc là đi bao lửng hết trơn rồi, còn chỗ mình là chưa có nha. Như cái rạch này nè, là có cái cầu bắc qua nè, bên đây là cái sông, cái rạch đó nè, nước sẽ vài ngày nữa, khi mà nước cắt lúa xong chừng tầm nửa tháng bắt đầu nước nó chụp xuống, sáng ngày cái mặt trời nó cháy vô hơi nắng. Rồi để mình quay cái cam lại cho các bạn xem cái cảnh đồng lúa ở Việt Nam, ý là ở miền Tây Việt Nam của mình nó đẹp thế nào nha. Sáng ngày đẹp cực kỳ luôn, rồi cái cảnh nhà mình rất là đẹp. Thank you.
Ừ.